Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Cường Lãng Toyota. Thì hiện tại em đang có mặt tại khoang Marukuri, là quy trình làm đẹp cuối cùng trước khi gọi là đưa xe ra chào bán cho khách hàng. Thì ngay phía sau em là các anh kỹ thuật viên đang xử lý là đánh bóng, và bây giờ hiện tại đang rửa lại những khoang động cơ cũng như là làm vệ sinh khoang máy nha. Thì ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bạn là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là mẫu Innova Venturer ở đây. Thì ngày hôm nay thì xe này sẽ được đưa vào làm Maru. Thì hiện tại là xe đang ở đây thì bên em có mượn tạm để em quay giới thiệu cũng như là báo giá để quý các bạn có thể là tiện theo dõi và cũng như là có thể là lựa chọn mẫu xe mình ưng ý nha. Đây là một Innova Venturer này, đời 2018 nha quý vị. Xe này là mẫu xe màu đen và mang biển số tỉnh. Clip này em sẽ xin giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá và cũng như là cùng tìm hiểu về chất lượng cái mẫu xe này. Xe này hiện tại đã chạy được khoảng 57.000 km. Và em cũng xin giới thiệu luôn từ đầu clip luôn, thì xe này hiện tại đang được Toyota Dân Cảm bên em niêm yết giá là 753 triệu nha quý vị. 735 triệu xin lỗi quý vị, 735 triệu cho mẫu xe Innova Venturer này. Rồi thì mời quý vị và các bạn cùng em Cường vô phần đánh giá chi tiết mẫu xe Innova Venturer này nhé. Rồi thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ bộ về mẫu Innova Venturer này. Thì vào thời điểm giữa năm 2018 thì Toyota đã cho bổ sung vào trong bộ sưu tập Innova của họ, đó là dòng Innova Venturer. Nó sẽ nằm ở phân khúc giữa Innova G và Innova V. Đối với dòng Innova Venturer thì sẽ có 3 màu sắc về ngoại thất để chúng ta lựa chọn, đó là màu đen, màu đỏ. Rồi qua 2019 thì có bổ sung thêm màu trắng ngọc trai nữa, đó là 3 cái màu lựa chọn. Và điểm khác biệt giữa Innova Venturer và các dòng Innova khác là phần body kit này. Đó là những cái phần đây thưa quý vị, những phần về ốp ở phía dưới này, đây là cẳng trước này, bên hông đó, bên hông những cái phần lạ chrome ở ốp bên hông, và phía sau nó thì tí em sẽ quay phía sau cho bạn coi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về phần phía trước. Đối với Innova Venturer ấy, thì phần lưới tản nhiệt đây sẽ được sơn bóng nha quý vị, cùng với các đường lẹp mạ chrome, thì thể hiện một cái sự khác biệt. Và cái xe này gọi là phân khúc của nó Toyota nhắm tới đó là những doanh nghiệp hoặc là xe cho gia đình lựa chọn những cái màu mà gọi là màu đặc trưng, nó khác biệt so với những cái xe Innova màu bạc, màu đồng hay là màu trắng phổ thông ấy, thì những cái xe đó có khuynh hướng người ta sẽ chạy dịch vụ nhiều hơn. Đó là về phiên bản E nha quý vị. Đó, thì về phần bên mâm xe thì mâm xe Innova Venturer này cũng được sơn màu sơn đen này. Về kích thước mâm thì cũng không có thay đổi, vẫn là mâm 16 inch nha quý vị. Nhưng mà màu sơn đen thì nhìn xe nó rất là cứng cáp và có gì đó nó sự khác biệt hoàn toàn, đúng không quý vị? Xe này chạy được 57.000 km nhưng mà lốp ở đây thì lốp khá là dày này, lốp đã được thay này, tuần thứ 45/2019. Thường thì những xe Innova Venturer này thì rất là hiếm khi gọi là xe mà chạy kinh doanh. Bởi vì thực tế là chạy kinh doanh thì khi mà bỏ một số tiền gần 1 tỷ ra chạy kinh doanh thì rất là khó để thu hồi vốn. Thì những khách hàng mà chạy kinh doanh thì thường người ta sẽ lựa chọn nó là dòng Innova E, nó sẽ kinh tế hơn rất là nhiều. Đó, phía sau đây chúng ta có thấy là Innova Venturer. Cái chữ Venturer rất là nổi bật này. Bên trái là chữ Innova. Đây phía sau thì thấy là có hai cái phần đèn phản quang phía dưới. Đó, body kit của nó. Thì xe có được trang bị camera rear, hai cảm biến rear. Đèn báo phanh trên cao. Đây, cái bánh phía sau này cũng là bánh 2019 luôn nha quý vị. Hai bánh trước thì là hai bánh zin. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về phần khoang nội thất của xe. Thì đối với xe Innova này thì xe này là nội thất của nó là ghế nỉ nha quý vị, vẫn được giữ nguyên ghế nỉ, nhưng mà ghế nỉ cũng còn khá là đẹp. Và vô lăng của nó đây. Bốn chấu này, bọc da mạ bạc, đầy đủ các phím bấm làm thoại hành tay. Em sẽ đổ máy luôn nha. Về nói về Innova thì một cái gọi là cái thương hiệu quá quen thuộc rồi, động cơ thì mọi thứ nó rất là bền bỉ và mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ok, cũng như là vấn đề chi phí bảo dưỡng bảo hành của nó thì cũng cực kỳ là mềm mại và không đáng mong, gọi là không phải quá nhiều như các dòng xe khác nha. Đó thì đây quý vị có thể thấy về màn hình hiển thị của nó là màn hình TFT này, màn hình
Màn hình này là khoảng cái tầm 4.3 inch ha, cùng hai cái đồng hồ vòng tua và đồng hồ km, nhiệt độ động cơ cũng như là về xăng đó. Thì nhìn thiết kế nó rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là bắt mắt và rất là thuận tiện khi người sử dụng, đúng không ạ? Thì về chế độ lái ở đây thì sẽ có hai chế độ lái, Eco Mode và Power Mode nhé. Thì khi mà mình điều khiển nút bấm vào dưới đây thì trên màn hình sẽ hiển thị đó. Và một phần nữa thì cái xe này nó được nâng cấp option, đó là đầu DVD Android nha quý vị. Đó, chúng ta có thể là điều khiển ở đây giống như một cái máy tính bảng luôn, rất là tiện lợi, có thể xem YouTube này, mở Google Maps. Nó giống như một cái điện máy tính bảng luôn, cực kỳ tiện lợi sử dụng nha quý vị. Hộp số nó là hộp số tự động 6 cấp này. Có cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo, xe này có trang bị 7 túi khí, đàm thoại rảnh tay, các chế độ lái. Hàng ghế phía sau nó là cũng ít sử dụng nên còn chất liệu rất là mới. Hệ thống điều hòa tự động như quý vị, hai dàn lạnh, dàn nhỏ khoảng xuống xíu, gương này, hệ thống gương là chỉnh điện gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, khóa cửa, khóa hạ kính. Hệ thống đây phía dưới đây có nhiều khách hàng không hay hỏi em này, thì đây là cái hệ thống gọi là chỉnh góc chiếu của đèn nhé, có thể là lên xuống tùy theo ý mình. Các bạn lắp cabo. Rồi bây giờ em sẽ quay từng cái phần và là từng những con ốc này cũng như là cái phần sùng chỉ của cửa để các bạn có thể là ở nhà cũng có thể tiện theo dõi xem xe này đã, ví dụ cái cửa đã tháo nó chưa này, hay lắp cabo tháo chưa, cốp tháo chưa nha quý vị. Thì đầu tiên em sẽ quay cái phần cửa tài trước nha. Đây thì phần keo chỉ này, keo chỉ đó là keo chỉ nguyên zin, chưa hề con dấu can thiệp luôn nha. Thì những xe này thì bên em đã dậm tốt và một số chốt chày xước của em đã sơn lại để đảm bảo chất lượng xe hoàn hảo nhất và không có một vết chày khi giao ra khách hàng nha. Thì xe này do chưa làm maro nên bên trong nội thất của nó cũng còn hơi chút bụi, nhưng mà bên em sẽ dọn dẹp này, đánh bóng này, vệ sinh hết nội thất cho quý vị luôn đó. Đối với dòng từ G trở lên, G, Venturer và V thì bên trong của nó sẽ một cái giải đèn trần nha, rất là khác biệt. Và điều hòa về điều chỉnh về nhiệt độ bên trong đây nha quý vị. Hốc gió này, có cả những hốc gió phía sau, những khách hàng ngồi phía sau rất là mát. Rồi em sẽ mở cái phần cốp này. Cốp mở rất nhẹ nhàng. Đây ốc nha quý vị. Đó cũng như là phần keo chỉ này, còn nguyên zin, xe rất là đẹp. Rồi sẽ quay dưới phía gầm xe. Đây gầm xe này, gầm này thì bên em chỉ bên em sẽ vệ sinh và rửa lại như vậy. Xe này mang biển số 62, biển số Long An. Đây, cửa bên phụ. Đó, cửa bên phụ này. Đó là cái xe này phải nói là về độ liền mạch và cái chất lượng xe của nó khá là ok. Cái option của nó thì có dán phim, nâng cấp đầu DVD, camera hành trình luôn các vị. Ở đây trang bị sẵn camera hành trình này, trải sàn simili. Về đăng kiểm đường bộ của nó thì xe này là tháng 7/2021. Đây thì nếu mà quý vị các bạn mua xe này thì chúng ta sẽ có thể đăng ký tại đường bộ và đăng kiểm lại. Rồi thì bây giờ em xin nhắc lại tổng hợp, đây là mẫu xe Innova Venturer này, đời 2018, xe chạy được 57.000, biển số tỉnh, giá chào bán là 735 triệu. Xong xe mới bây giờ là nó sẽ ngoài 1 tỷ thì chúng ta sẽ tiết kiệm khoảng hơn 200 triệu nha quý vị. Hơn 200 triệu đối với một mẫu xe Innova Venturer và chất lượng rất là đẹp như vậy. Bây giờ em sẽ mở cái khoang động cơ cho quý vị các bạn cùng coi này. Đây quý vị thấy xe mặc dù chưa dọn và là chưa là đưa vào gói Maru nhưng mà về phần khoang động cơ của nó rất là sạch. Máy nổ cực kỳ êm ái, hiện tại máy đang nổ nha quý vị. Vẫn đang hoạt động luôn đó. Nhưng rất là êm ái này. Đây em sẽ quay được cái phần sùng chỉ cũng như ốc của lắp cabo. Chất lượng còn rất là ok luôn quý vị. Đó những cái phần khung sườn này còn rất là đẹp, chưa hề có một cái dấu hiệu là gọi là bị tác động của lực cả. Đó thì em xin nhắc lại một lần nữa, đây là mẫu Innova Venturer đời 2018, xe chạy được 57.000, giá limit là 735 triệu.
mang biển số tỉnh nha quý vị. Màu ngoại thất là màu đen, trang bị option là dán phim chạy sàn, đầu DVD, camera hành trình, option cũng tương đối đầy đủ. Nếu mà quý vị khách hàng quan tâm xe này và ưng ý xe này và muốn lựa chọn là có thể là giảm giá tiền mặt thì hiện tại bên em vẫn có thể hỗ trợ giảm giá tiền mặt, hỗ trợ đặc biệt giá mùa dịch nha quý vị. Hoặc là quý vị các bạn có thể là muốn nâng cấp option như là lên bộ ghế da, hoặc là những cái vấn đề như cái phần kiện nhỏ như là che mưa, chắn cửa thì bên em đều có thể hỗ trợ rất là linh hoạt để xử lý cho quý vị nhé. Rồi nếu mà quý vị các bạn quan tâm đến mẫu xe này thì hãy để lại bình luận cũng như là có thể gọi cho em cơ số điện thoại là 0979393635, em sẽ để trên màn hình để quý vị các bạn có thể tiện liên lạc với em nhé, kết bạn Zalo hoặc là ngoài ra thì hiện tại mùa dịch này thì bên em luôn luôn hỗ trợ khách hàng khi quý vị có nhu cầu muốn bán xe, đổi xe, lên đời xe hoặc là thanh lý xe thì bên em sẽ hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh gọn này, thanh toán tiền trong ngày, mọi thứ sẽ hỗ trợ các bạn linh hoạt nhất kể cả về giá cả luôn. Rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video tiếp theo.